Vâng, rất tuyệt vời. Một bài múa rất ý nghĩa trong mùa hội làng năm nay. Xin cảm ơn tiết mục của Xóm 1. Vâng, và tiết mục của Xóm 1 sẽ ghi lại những hình ảnh đẹp trong đêm nay. Xin cảm ơn các nghệ nhân của Xóm 1. Tiếp theo